với giá là 138.000 đồng. Nó có một cái mặt bàn này, 6 cái chân, 6 cái giá đỡ bi. Bi thì chỉ có 10 viên cùng một viên cái thôi nhá. Cơ chọc bi thì bằng nhựa, có vẻ là hơi cong queo nhở. Rồi bây giờ thì tiến hành lắp ráp nhá. Rất đơn giản thôi. Mình sẽ lắp cái giá đỡ bi vào chân cố định trước, sau đó thì lắp chân cố định vào trong cái lỗ mà để bi rơi này. Đường cắt bi thì không được gọn nên đường đi bi sẽ rất là vớ vẩn. Mà để bắn bi vào lỗ thì nó lại còn dễ hơn cả bắn bi ra ngoài vì lỗ nó to quá. Đồ này cho trẻ con chơi thôi nhá. Chứ nếu là một cơ thủ đam mê thực sự thì cái bàn này sẽ gây ức chế nhẹ đấy. Nếu chơi với tinh thần vui vẻ, kiểu ở nhà thược nhau nhỏ nhỏ như ai thắng sẽ không phải rửa bát, quét nhà thì ok. Chứ nếu để xả stress thì thôi, nên ra quán nhá. Mọi người muốn tôi review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha.